Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, thời điểm này bà con nông dân xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình đang tất bật chăm sóc cho hoa. Với kỹ thuật canh tác lâu năm, các loại hoa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Gia đình chị Liên canh tác hoa quanh năm. Tuy nhiên, để phục vụ cho thị trường Tết, chị đã trồng thêm hàng chục loài với hàng trăm giỏ khác nhau. Để sản phẩm đạt chất lượng tốt, gia đình chị thường nhập giống từ Đà Lạt, bởi vậy hoa có màu sắc đẹp và đa dạng. Xu thế của người chơi hoa hiện nay là các loại cúc ngoại, dạ yến thảo, ngọc thảo, được trồng trong các chậu, giỏ, treo để dễ chăm sóc, lại chơi được lâu. Chính vì vậy, ngoài việc bán, chị còn hướng dẫn cho người mua cách chăm sóc hoa lâu tàn và bền màu. Năm nay thì thời tiết nó không được thuận lợi như mọi năm với ảnh hưởng của dịch nên là nói chung là năm nay chậm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên thì với những cái thời tiết đấy thì nhà tôi trồng hoa là trong nhà kính nên là nói chung là cũng khắc phục được những cái thời tiết khó khăn này, là vẫn tạo được những loài hoa, những giỏ hoa đẹp để phục vụ cho bà con trong dịp Tết Nguyên Đán này. Bên cạnh một số loại mới, các hộ làm hoa ở đây vẫn duy trì trồng một số cây truyền thống như hồng, cúc. Vì giá thành rẻ, chi phí chăm sóc ít, dễ tiêu thụ tại các chợ từ thành thị đến nông thôn. Niềm vui cho người nông dân nơi đây là đã xây dựng hoa cúc vàng là sản phẩm ô cốp của địa phương. Đây là cơ sở bước đầu cho việc xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Đến thời điểm này thì nhà tôi thì thấy rằng là hoa ly, hoa dơn, hoa cúc trên chậu, rồi hoa đồng tiền, dạ yến thảo là nói chung phát triển tốt. Và cái xu hướng năm nay thì nhìn chung là giá trị là hoa gì cũng sẽ bán tốt trong cái dịp Tết này. Tuy nhiên nếu là ảnh hưởng Covid, chính vì vậy cho nên là cái lượng dân người ta vào ít và cái nhu cầu ngày Tết thì lớn, cho nên là theo nhận định của tôi thì hoa gì năm nay Ninh Phúc cũng sẽ được mùa. Toàn xã có gần 300 hộ dân trồng hoa với diện tích trên 10 hectare. Để tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng, người trồng đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào canh tác nên chất lượng tốt, giảm được ngày công lao động. Bây giờ phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào và vận dụng những cái nhu cầu thực tế của cái người tiêu dùng để thế đưa các loại hoa vào nó đáp ứng được kinh tế cao hơn. Bà con chúng tôi là trồng quanh năm, tùy theo cái từng thời vụ để đưa các loại hoa sao cho nó phù hợp. Nhưng mà đặc biệt là trong cái phục vụ dịp Tết này thì bà con đưa nhiều các loại hoa cao cấp vào. Trồng hoa này không những là nó có cái thu nhập kinh tế gia đình mà nó lại tạo cho một cái cảnh quan của cái địa phương nó thêm sinh động hơn. Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng mong rằng với sự đa dạng về màu sắc, chủng loại, người trồng hoa nơi đây sẽ đạt nguyện vọng được mùa, được giá để từng chậu hoa tươi sẽ đến khoe sắc cùng mọi nhà.